Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt tin tức một cách nhanh nhất. Trong số phát sóng mới nhất của chương trình TMI News được phát sóng vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, MC và các khách mời đã cùng thảo luận về những người nổi tiếng trong ngành thể Việt. Sau cuộc trò chuyện, những idol ngậm thìa vàng của làng nhạc xứ Kim Chi được công bố theo thứ tự sau. Thứ nhất, Jaelin của NCT. Thành viên sở hữu gương mặt baby nhất NCT thực chất là một thiếu gia đến từ Trung Quốc với cuộc sống nhung lụa từ khi còn nhỏ. Bản thân Jaelin đã từng giới thiệu căn nhà mà mình và ba mẹ sinh sống trị giá 4 tỷ won, tương đương là 85 tỷ Việt Nam đồng trong một chương trình của đài KBS. Jaelin cũng bật mí rằng ba mẹ đã mua một căn nhà tại Hàn Quốc và cũng có thể đây sẽ là không gian riêng của nam thần tượng sau lịch trình dài đặc tại xứ sở Kim Chi. Bên cạnh vẻ điển trai, tài hát hay và diễn xuất giỏi, Sanjay của B2B còn sở hữu gia thế khủng khiến người người ngưỡng mộ. Nhiều nguồn tin cho rằng bố của nam thần tượng là CEO của một công ty cung cấp chất bán dẫn cho tập đoàn Samsung. Ông bà của Sanjay sở hữu trang trại rộng khoảng 33.000m², còn chú ruột sở hữu công ty lớn với giá trị đạt 69 tỷ won. Thứ ba, Mark của GOT7. Thiếu gia đến từ Mỹ Quốc của GOT7 là Mark là người tiếp theo trong danh sách của TMI News. Được biết, Mark đã từng mua vé máy bay với mức giá là hơn 100 triệu đồng từ Thái Lan tới Thụy Sĩ chỉ để trượt tuyết. Trước khi nghỉ hưu, bố của Mark từng là doanh nhân rất thành đạt, còn mẹ anh chàng cũng làm việc trong ngành bất động sản. Gia đình của nam thần tượng hiện đang sở hữu một căn biệt thự rất rộng tại Los Angeles với sân vườn và bể bơi riêng cùng nhiều chiếc xe hơi đắt tiền. Các thành viên của GOT7 từng chính thức công nhận độ giàu có mà gia đình của Mark sở hữu sau chuyến viếng thăm tại nước Mỹ của cả nhóm. Thứ tư, PO của Blockpea. PO Blockpea là nam thần tượng được khán giả công nhận khả năng diễn xuất trong 2 năm gần đây nhờ vai diễn ấn tượng trong Encounter và Hotel de Luna. Ít ai biết rằng nam thần tượng còn là người có xuất thân không phải dạng vừa. Blockpea hạ cánh ở vị trí thứ tư trong danh sách con nhà giàu của TMI News. Trên một chương trình của đài NBC, nam thần tượng đã bật mí rằng gia đình anh đang điều hành một siêu thị miễn thuế và từng nhận được một chiếc BMW vào sinh nhật đúng tuổi 20. Bản thân PO cũng từng thừa nhận rằng cuộc sống gia đình anh cũng khá giả, tuy nhiên nam thần tượng không mong muốn khán giả sẽ phóng đại điều đó. Thứ năm, Tzuzu của Choi. Tzuzu đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả mỗi khi nhắc tới Choi. Không chỉ nổi tiếng và xinh đẹp, ái nữ nhà JYP hóa ra còn có xuất thân giàu có. Mẹ của Tzuzu sở hữu một chuỗi bệnh viện thẩm mỹ ăn nên làm ra có chi nhánh tại cả Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài ra, bà còn mở thêm các quán cà phê tại quê nhà sau khi cô trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều người hâm mộ của Choi ghé thăm. Thứ sáu, Eunji của GFan. Em út của GFan cũng là một tiểu thư nhà tài Việt có tiếng trong giới thần tượng K-pop. Bố của Eunji là chủ tịch của một tập đoàn nha khoa nổi tiếng khi sở hữu tới 45 phòng khám, bệnh viện chi nhánh rải rác khắp các tỉnh thành tại Hàn Quốc. Thứ bảy, Lee của Itzy. Chốt sổ danh sách con nhà giàu của TMI News chính là giọng ca vàng của Itzy, Lee. Vẫn biết các thành viên của Itzy đều có xuất thân từ các gia đình khá giả, tuy nhiên gia thế của cô lại khiến người hâm mộ choáng váng hơn cả. Nhiều nguồn tin cho biết, Lee từng học ở một trường nổi tiếng ở Bắc London có trụ sở tại đảo Jeju. Học phí ở đây vào khoảng hơn 60 triệu won trên một năm, tương đương là khoảng 1,2 tỷ đồng. Cô nàng từng diện chiếc túi Prada với giá là 1.450 euro, là khoảng 38,1 triệu Việt Nam đồng khi đến concert của Twice. Chưa hết, cô nàng còn được đánh giá là tín đồ hàng hiệu khi thường xuyên bắt gặp diện những trang phục đắt đỏ và sang chảnh. Chúng mình là Top Sao Hàn. Bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và xem thêm những video khác trên kênh Top Sao Hàn để ủng hộ nhóm nhé.